Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày oi nóng thì đến hôm nay, thời tiết ở miền Bắc đã dịu dần với những cơn mưa rào và dông. Dự báo là trong đêm nay và ngày mai, mưa rào và dông tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở miền Bắc, trong đó có nơi mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Do có sự xáo trộn mạnh trong bầu khí quyển nên trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi Việt Bắc. Cùng với mưa là sự giảm nhiệt, tiết trời chuyển mát mẻ, thậm chí là se lạnh khi nhiệt độ về đêm và sáng chỉ khoảng 19 cho đến 22 độ, còn trưa chiều từ 23 cho đến 25 độ trong ngày mai. Sau đó nhiệt độ mới tăng chậm, nhưng nhìn chung thời tiết vẫn mát mẻ trong khoảng 3 ngày tới. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực miền Trung. Tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sang đến ngày 26, ngày 27, những cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Song các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng không còn đáng lo ngại nữa. Mặc dù không khí lạnh mang đến những cơn mưa dông kèm theo thời tiết nguy hiểm, nhưng mưa cũng giúp giảm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và đặc biệt là chấm dứt tình trạng nắng nóng đã diễn ra trong những ngày vừa qua ở vùng núi phía Tây khu vực này. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến là dưới 30 độ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết ít biến động. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, khu vực này vẫn có nắng và mưa rào chỉ xảy ra cục bộ vào chiều tối với lượng không nhiều. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 cho đến 32 độ. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng có xu hướng giảm, vì vậy nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Tình trạng nắng nóng sẽ giảm đi so với những ngày vừa qua. Cao nhất tại Tây Nguyên từ 30 cho đến 33 độ, còn Nam Bộ là từ 31 cho đến 34 độ. Đáng lưu ý là trong những ngày tới, về chiều tối sẽ xuất hiện những cơn mưa dông. Mặc dù không diễn ra trên diện rộng nhưng cục bộ có những điểm xuất hiện dông mạnh kèm theo tố lốc và gió giật mạnh, rất nguy hiểm nên người dân cần chủ động phòng tránh. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển trong 3 ngày tới trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có hướng đông đến đông bắc, hoạt động với cường độ trung bình nên không gây khó khăn cho tàu thuyền. Riêng phần phía đông nam khu vực Nam Biển Đông trong khoảng 2 ngày tới cần đề phòng mưa dông kèm gió giật mạnh. Như vậy, do ảnh hưởng của gió mùa tràn về, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, mưa tập trung trong ngày 25, nền nhiệt giảm, kết thúc nắng nóng ở khu vực Tây Bắc và vùng núi miền Trung. Các khu vực còn lại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm. Và đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 24 tháng 4 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!